À, xin chào các bạn ha. Thì đến với buổi học hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn về phương pháp kỹ thuật rang cà phê Việt Nam như thế nào là tốt chuẩn, và tôi sẽ cho các bạn những cái công thức để mà làm ra được hạt cà phê nâu và thơm nhất. Thì để mà xử lý cà phê cho tốt thì trước tiên các bạn phải chọn được những hạt lượng cà phê tốt. Ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều dòng cà phê, có cà phê Robusta, cà phê Arabica. Vậy nhưng mà đặc trưng ở Việt Nam người ta thích uống nhất là Robusta. Thì những cái dòng Robusta nó hạn chế cái vị chua ha, nó không có chua lắm tại vì người ta thích uống. Thì để mà xử lý cà phê cho tốt thì trước tiên các bạn sau khi mua cà phê hạt về thì các bạn nên phơi 1-2 nắng để những cái hạt cà phê nó được vàng và nó khô ráo như vậy các bạn ha. Nếu mà hạt cà phê còn độ ẩm lớn quá thì thời gian rang chúng ta lâu, thì trung bình một mẻ cà phê rang thì trung bình khoảng từ 15-25 phút thì chúng ta xử lý nhiệt độ tối. Thì cái thường đó là để mà rang được những hạt cà phê đẹp như vậy thì chúng ta cần phải là kiểm tra những cái hạt cà phê, thì bỏ bớt những cái vỏ chấu đi. Ở đây nó có những cái vỏ chấu ha, thì chúng ta phải lựa vỏ nó đi. Đó, sau khi những hạt cà phê vàng nhất, ống nhất thì chúng ta nên lựa những cái hạt thúi, hạt thương cũng vậy, chúng ta lựa bỏ bớt thì nó ra được cà phê rất là ngon ha. Thì cái khâu thứ nhất là cái khâu mà kiểm tra hạt cà phê và phơi nắng xử lý, đó là giai đoạn 1. Tiếp theo mình sẽ chuyển qua công đoạn 2 là hướng dẫn các bạn rang cà phê ở nhiệt độ bao nhiêu là tốt và đẹp. Thì thường là kỹ thuật rang cà phê tầm ở nhiệt độ tầm 180-240 độ. Thì trước tiên mà vào mẻ thì thời gian như thế nào để mà nhiệt độ thích hợp thì mình sẽ tiến hành qua bên khâu rang cà phê. Thì hẹn gặp các bạn trong cái khâu rang cà phê. Xin hết, cảm ơn. Xin chào các bạn. Thì hôm qua mình đã giới thiệu các bạn về kỹ thuật chọn những dòng cà phê như là Arabica hoặc là Robusta. Thì đối với Việt Nam chúng ta thì đa số thì uống những cái dòng Robusta là nhiều, thì cái vị nó bị đắng, bị chát và rất là đậm đà. Thì hôm nay mình sẽ dạy các bạn về rang cà phê Robusta. Thì trước khi rang thì hôm qua chúng ta đã chỉ các bạn là chúng ta phải phơi ha, phơi cà phê cho nó ráo 1-2 nắng. Sau khi rang thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái độ ẩm ha. Các bạn thấy ha, cà phê hôm nay rất là khô ha, rất là đẹp. Thì trước tiên là hạt cà phê là chủ lực của chúng ta để mà quyết định tới cái chất lượng cà phê. Sau đó thì chúng ta bên thị trường bây giờ á, nó có rất là nhiều loại bơm, ví dụ như là nó có bơm thơm, rồi có bơm phe, rồi có bơm retain. Là những cái dòng bơm này là bơm những dòng bơm cao cấp, còn những cái dòng bơm thơm hoặc là bơm phe thì những cái dòng nó bình dân hơn. Thì rượu thì rất là nhiều dòng rượu, chúng ta chỉ xài rượu trắng. Còn về nước mắm, các bạn mà muốn làm cho cà phê ngon thì các bạn kiếm cái nước mắm mà nó có độ đạm á, thường là 35% độ đạm tới 45% độ đạm, để nước mắm nó giữ được cái mùi đặc trưng ha, và nó thấm vô cái cà phê rất là ngon. Thì hôm nay mình sẽ rang cho các bạn, định lượng cho các bạn khoảng 1 ký cà phê thôi ha. Mà rang được cà phê tốt thì các bạn phải biết kiểm soát nhiệt độ. Thì thường nhiệt độ rang cà phê á, thì chúng ta mở từ lúc mở lò lên á, nhiệt độ khoảng 100 độ, và chúng ta tăng dần theo thời gian, là nhiệt độ tối đa thì đừng quá 220-240. Quá thì nhiệt cà phê á, chúng ta nó sẽ bị cháy và nó sinh ra những cái chất độc tố không tốt. Thì các bạn rang cà phê sao nó vừa nông tới là đẹp, thì chúng ta phải kiểm soát nó. Một mẻ cà phê thì rang không quá 60 phút. Nếu mà chúng ta kiểm soát tốt thì một mẻ khoảng 40 phút tới 45 phút là đẹp. Nhưng mà thời gian thì nói các bạn kiểm soát thì thôi, chứ các bạn chưa các bạn biết gì là cà phê như thế nào là chuẩn, như thế nào là đẹp và đẹp. Thì tiếp theo cái công đoạn nữa là chúng ta qua tiến hành là rang máy. Xin mời các bạn qua đây.
trong quá trình làm như thế nào mình sẽ chỉ thêm cho các bạn. Nhưng mà mình nói trước cho các bạn hình dung ra là cái hạt cà phê là trước tiên chúng ta là màu vàng. Thì sau khi chúng ta rang cỡ khoảng 15 phút thì nó chuyển qua màu hơi cánh váng chút xíu. Và thời gian rang cỡ 30 phút thì nó bắt đầu chuyển qua công đoạn là hơi nâu. Và đó là tiếp đó là giai đoạn 1 thì nó chuyển qua những cái hạt cà phê nó sẽ đổ nó tách tách tách. Thì sau 30 phút tới khoảng giai đoạn là 40 phút thì bắt đầu nó sẽ nâu sậm các bạn ha. Và khoảng 50 phút thì nó sẽ nổ ở giai đoạn 2. Nó nổ ở giai đoạn 2 là nổ to. Thì sau khi nổ thì thường á, cái hạt cà phê đó trong quá trình rang chúng ta nó sẽ tăng gấp đôi. Ví dụ như là hạt cà phê chúng ta như vậy thì sau khi rang xong thì hạt phê sẽ tăng gấp đôi cái thể tích nó lên. Nhưng mà cái trọng lượng nó lại nhỏ lại các bạn. Ví dụ như 1 kg cà phê sau khi chúng ta rang thì nó còn khoảng 7 lạng. Để cà phê ngon nữa đó thì sau khi rang thì chúng ta 1 kg cà phê các bạn xài 1 muỗng nước mắm ngon. Các bạn cho khoảng 3 muỗng rượu. 1 kg cà phê các bạn xài khoảng 50 gram bơ là được. Thì đó là cái công thức của chúng ta để làm được cái cà phê ngon. Thì hiện giờ thì máy cứ quay. Thì lát nữa khi nào quay xong thì mình chỉ cho các bạn cắt bỏ cái rượu, rồi cà phê, rồi bơ vào như thế nào và chúng ta để nguội như thế nào, còn bảo quản như thế nào. Thì hẹn gặp lại các bạn chút nữa. Sau khi được đoạn đường 20 phút thì chúng ta nên cho một chút xíu rượu các bạn nhé. Thời gian rang đã được khoảng 45 phút rồi. Các bạn nhìn cái màu ha, nó chuyển qua màu gần như cánh váng. Các bạn thấy không? Các bạn có nghe cái tiếng nổ lít bít không? Nó nổ tách 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 tách. Đó, đó là công đoạn ha. Đó là nỗ lực thứ nhất. Thì chúng ta rang tiếp khoảng 10 phút thì chúng ta nó sẽ chuyển qua màu nâu. Và nó nỗ lực thứ hai thì là cà phê rang. Các bạn có nghe nổ lít tách không? Lít tách tách tách. Các bạn có nghe không? Và cái mùi các bạn, bây giờ các bạn đã cảm nhận được cái mùi nó rồi. Cái mùi hương nó lan tỏa khắp nơi ha. Và trong giai đoạn cuối này chúng ta tăng lửa lớn lên ha. Bắt đầu thì chúng ta tăng lửa nhỏ thì do khoảng sau 40 phút thì chúng ta phải mở lửa lớn chút xíu. Để nhiệt độ trong tối nó nóng khoảng tầm 220-240. Để cà phê nó chín và nó dậy cái mùi đó. Thời gian chúng ta kết thúc một mẻ cà phê. Thì trước khi kết thúc chúng ta sẽ ngưng tối và chúng ta cho bơ và rượu vào ha. Thì nước mắm hồi nãy lúc khoảng 30 phút chúng ta đã cho ra rồi. Chúng ta không cho nước mắm nhiều ha. Các bạn nghe ha, nó tách rất là đã ha. Chúng ta cho miếng rượu vô. Chúng ta cho miếng bơ vô các bạn ha. Rồi chúng ta đảo lên ha. Một mẻ cà phê thì các bạn cho khoảng 50-70 gram bơ thôi nha, cho 1 kg. Đừng cho quá nhiều đi, cà phê nó không bị béo, nó ngon đi. Cái hạt cà phê nó đã to gấp đôi các bạn. Các bạn coi hạt cà phê nè ha. Nó to gần như gấp đôi ban đầu ha. Thì cái mẻ cà phê chúng ta vừa rang xong thì chúng ta nên chải thành cái mâm ha. Đó. Chúng ta mở quạt cho nó nguội thì chúng ta mới bảo quản. Chúng ta sẽ xem qua từng giai đoạn. Giai đoạn này là giai đoạn đầu tiên cà phê chúng ta chưa rang. Chúng ta đi được khoảng 10 phút. Chúng ta đi được khoảng 15 phút. Chúng ta đi được khoảng 20 phút. Chúng ta đi được khoảng 30 phút. Và chúng ta đi được khoảng 40 phút. Cái này là 45 phút. Và giai đoạn này là 60 phút. Các bạn đây là cà phê thành phẩm các bạn ha. Hạt cà phê thành phẩm nó cái hạt nó to chứ nó không phải như những cái cà phê chúng ta thấy ở thị trường là người ta độ bắp hay là đậu thì cái hạt cà phê rất là mịn. Bởi vì hạt cà phê chúng ta nguyên chất á thì nó hạt nó to các bạn ha. Thì cái cà phê này ngày mai mình sẽ bày cho các bạn hình dung ra cái màu cánh dáng đẹp như thế nào. Những cái phần mà học các bạn chú ý giùm mình ha. Thứ nhất là chúng ta chọn được nguyên liệu tốt.
Thứ hai, chúng ta chọn những cái dòng nguyên phụ liệu tốt là những dầu bơ, nước mắm hoặc là rượu. Cái thứ ba thì các bạn kỹ thuật rang thì các bạn phải rang được dạng như lửa, chúng ta phải canh được lửa riêu riêu. Và giai đoạn cuối chúng ta mới tăng lửa lớn. Và giai đoạn nữa thì giai đoạn tạm ướp thì chúng ta cố gắng ướp gia vị và chúng ta sẽ ra một công thức chuẩn cho chúng ta. Thì tạm thời mình sẽ dạy các bạn những cái cơ bản thôi. Ví dụ 1 kg cà phê là như đó, và như đó bơ, và như đó muối, như đó nước mắm và bơ rượu. Còn các bạn về các bạn suy nghĩ thêm. Nhưng mà hạn chế các bạn đừng bao giờ xài màu thực phẩm hay là những cái hương liệu mà gây ra ung thư. Thì chúng tôi muốn làm sao để có cái sản phẩm sạch nhất để các bạn xài và bán ở thị trường, để người Việt Nam chúng ta là một trong những nước là tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, cũng như là sản xuất cà phê tiêu thụ cho toàn thế giới biết. Bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta nhân rộng cái mô hình này ra, truyền cho người ta thưởng thức được những hạt cà phê ngon nhất. Khi mà người nước ngoài người ta về Việt Nam mình, người ta ồ rất là ngon, cà phê Việt Nam là số 1. Để lại làm sao mong các bạn cùng chúng tôi xây dựng để có Việt Nam là đất nước ẩm thực, đất nước du lịch và phát triển. Và xin hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn thành công vào những mẻ cà phê tiếp theo. Xin cảm ơn chương trình. Hôm trước chúng ta đã học cái phần rang cà phê, thì mình rang thường ở trung bình khoảng từ 45 đến 60 phút. Thì mẻ cà phê thì nó có màu hơi cánh quán, thì uống thì rất là tốt sức khỏe, nhưng mà bị phụ thuộc thị trường. Thì tôi sẽ chỉ một bạn thêm phương pháp nữa, các bạn tăng khoảng 15 phút cho một mẻ cà phê để cà phê nó có vị, nó có màu caramel hơn các bạn ha, cái màu rất là đen ha, và đen ánh lên. Thì cà phê như vậy thì ra thì rất là đẹp và rất là hấp dẫn, uống thì nó ngon, nhưng mà nó sinh ra những cái độc tố hơn. Bởi vậy các bạn tùy theo cái vùng miền của mình và cái hướng kinh doanh của mình thì các bạn sẽ rang hộp cà phê như thế nào, 45 phút, 60 phút hoặc là 1 tiếng 15 phút, tùy theo là các bạn thích cái màu cà phê cánh gián hay là thích màu đen. Bởi vì chúng ta chỉ cho các bạn để các bạn hình dung ra hạt cà phê hôm nay rất là đen các bạn ha. Chúng ta chỉ cần tăng thêm khoảng 15 phút, chúng ta ra được cà phê như vậy thì ra màu rất là đẹp. Và chúc các bạn thì trên mẻ cà phê các bạn được thành công. Và trong quá trình làm, các bạn có những gì khó khăn, góp ý và xây dựng trên cái website chúng tôi và trên video clip này, thì các bạn cứ điện thoại cho chúng tôi 0907 5615. Thì chúng tôi cũng muốn xây dựng và phát triển ngành cà phê ở Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn.